Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay mời anh em cùng tôi đến với clip Ác Mộng cùng những người bạn anh em nhá. Dã man. Để xem nào, hôm nay chơi cái gì. God Warlock chơi rồi nên là không chơi nữa nha anh em nhá. God đỏ chơi rồi nên là không chơi nữa. Chúng ta sẽ tìm một cái layout khác và chúng ta kết hợp với con Ác Mộng để xem là cái con Ác Mộng nó bán cỡ như nào ở trong cái meta này. Và đến bao giờ thì nhà phát hành mới coi như là sửa cái con Ác Mộng cho chúng ta có một cái con game nó cân bằng hơn. Chứ còn dạo gần đây thì cứ Ác Mộng ra được cái con Ác Mộng 2 sao, sau đó thì kẹp với bất cứ cái đội hình nào tôi thấy đều mạnh. Đấy. Ok. Rồi. Cho đầu game cho mết để cho rồng. Mấy cái con mà cặp ấy thì chúng ta sẽ mua đó. Ở đây là có hai cặp rồi đấy. Và tôi cũng không quên là mua con Eco để chú ta Eco. Meta Eco mà anh em. Đấy, đầu game thì tôi thường, tôi không biết anh em thế nào nhưng mà tôi thì tôi thường là tôi sẽ mua con Eco đầu game. Chả may mà có hai con Eco, tôi Eco luôn. Meta này Eco rất có lợi anh em ạ. Đấy. Chắc là tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa, anh em cũng đều biết. Đấy, có sáng sáng này là 2 sao rồi. Ôi trời. Không muốn đánh chuỗi thắng cũng phải đánh. Đấy, mặc dù đánh chuỗi thắng bây giờ nó khó hơn. Nó khó hơn là Eco. Ok, đồ này cũng chốt tạm. Nếu mà xác định đánh chuỗi thắng thì tôi sẽ chốt đồ đấy. Nhá. Chốt tạm thôi, chưa ghép vội. Nó chỉ là để chúng ta, tương lai chúng ta sẽ chơi Ác Mộng thôi. Đấy. Còn chúng ta những cái đồ gì lấy được thì lấy, còn chưa lấy được thì cứ để chờ đã. Ok. Rồi, đấy, đánh được chiến thắng đấy chứ. Khỏe đấy chứ. Đây rồi, úi rồi. Được. Ba assassin. Thôi, khỏi phải Eco. 3 assassin, 3 mét à? Nhưng mà thế đánh ở level 6 cơ. Đánh ở level 6 mới được. Ok, tạm thời cái round này tôi chưa muốn up cấp. Up cấp là tôi sẽ phải bán một con rồng đi hoặc là một con mết đi thì... Tôi không muốn anh em ạ, bởi vì là làm sao? Bởi vì là bộ này mà ba rồng ba assassin là kết hợp được đấy. Ba rồng kết hợp với ba assassin chỉ đánh ở level 5 thôi. Nên level 6 chúng ta là ba rồng 3 mét kết hợp với ba assassin. Đấy, tam pháp sát long. À, anh em nhớ không? Cái bộ đấy. Chúng ta đánh ở level 6 đủ rồi. Nên level 7 kẹp thêm gì? Level 7 thì có lẽ là sẽ kẹp thêm là một con gấu tăng cơ hay là một con spirit chả. Ui rồi. Trận này có ông chơi champion seed vào trong kết đây này. Không biết là ông này là ông nào đây. Ông này chắc ui còn là streamer nữa cơ. Round này khả năng thua rồi anh em ạ. Khó. Chúng ta round này không up được cấp nữa nè. Ơ chưa chắc nhá, chưa chắc nhá. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ù khó. Khó. Ơ nhưng mà bây giờ hút tốc con này thì đánh có khi vẫn ăn được đấy. Được, crit mấy cái nữa. Ăn được anh em ạ. Ok. Được. Thế là vẫn giữ được cái chuỗi. Đây rồi. 3 mét nhá. 3 mét kết hợp vẫn chưa có con rồng. Con rồng assassin ấy. Để xem kết hợp như nào cho mạnh nhỉ. Đây rồi. Hai gót. Được. Hai gót hơi bị hay luôn. Hai gót là cái con thị vệ là hút liên tục đấy anh em ạ. Được. Cho con thị vệ là hút liên tục. Cái cooldown của con thị vệ và con Soundbreaker nó sẽ giảm cooldown rất nhiều. Hai con này cái skill của nó khá là mạnh. Rồi.
Đấy, đoạt mạng vào, phát đoạt mạng con là được rồi, ok. Nhưng mà thằng này vẻ hơi khỏe đấy nhá. Đó. Anh em thấy là hút liên tục không? Đấy, hút liên tục luôn. Đấy, ui nhưng mà thua. Ơ, từ từ. Chưa chắc. Ờ. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi ôi, hay quá. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi, hai con ác mộng. Hai ác mộng à? Ok. Nhưng mà hai con ác mộng này ấy, bây giờ cho vào thì yếu hơn không? Bây giờ tôi vẫn đang thấy là Assassin kẹp với cả God như này nó đang rất là khỏe đấy nhá. Vào phát này con thị vệ là nó tung trưởng luôn này, sau đó nó giảm cooldown luôn, gần như là chỉ trong vòng khoảng 10 giây sau thôi là nó có thể hook phát nữa rồi. Hai lần hook liên tiếp. Ui, lần này cái con kia nó có blink. Chết rồi anh em ơi, thế thì thua rồi, rồi thua rồi. Thua. Mày này. Ô, chưa chắc. Giảm cooldown, giảm cooldown đi. Ơ. Có kia ăn đi. Ui giời ơi anh em ơi, con thị vệ ở gần đánh tôi từ nãy giờ. Dã man. Con thị vệ. Con thị vệ kết hợp với cả God nó cánh tôi anh em ạ. Không thể tin được luôn. Cho ác mộng vào nhỉ. Ác mộng vào đi. 3 mét. Nhá. Ui mà để cái này không biết là có mạnh hơn như vừa nãy không. Như tôi thấy để như vừa nãy nó gánh cho tôi 3-4 round liền. Ui thằng này to quá anh em ơi. Thôi sai lầm rồi. Chuyển sang mét sai lầm rồi. Thằng này 4 client rồi. Chịu rồi. 4 client còn lại là 2 sao. Khó. Ơ kìa, chưa chắc. Chưa chắc bạn ơi, chưa chắc bạn ơi. Ui, ui, khó. Thua. Chán thế nhở. Ơ kìa, chưa chắc. Rồi ui, lại một lần nữa. Thoát chết trong gang tấc. Quá tuyệt vời luôn. Ui rồi ôi, xong nó ra tôi ba rồng thôi. Xong rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Không hề tin được luôn. Mình có thể đánh như thế mà giữ được chuỗi ra round 10 luôn. Hay thật sự. Rồi. Nhưng mà nếu mà cho nhiều rồng này có khi chơi 5 rồng đấy anh em. 5 rồng kết hợp với cả ác mộng thì sao? Nếu mà 5 rồng kết hợp với ác mộng thì chúng ta thậm chí còn không cần lấy cái tẩu. Không cần lấy blink, không cần lấy tinh thể mala. Chúng ta dồn toàn bộ cho sát thương thôi. Lấy trượng phép và lấy ngọc giảm cooldown. Ui thằng này sao cũng to quá. Ăn nổi không? Đừng bảo mất chuỗi ở round 9 nhá. Tôi không nghĩ là mất chuỗi ở round này đâu. Ok kìa. Đừng. Ok kìa, đừng. Đúng rồi. Hay quá. Quá tuyệt vời. Ui rồi ôi anh em ơi. Đây có phải là 5 rồng không? Chính xác. Có 5 rồng rồi này. 5 rồng à. Ok. Nhưng mà có lên chơi 5 rồng sớm không? Hay là chúng ta chơi là kẹp human vào có phải ngon hơn không? Kẹp human vào chúng ta có sách nữa. Tham tí. Nhé. Yeah. 5 rồng gì sớm. Nhìn thế thôi nhưng mà 5 rồng bây giờ nó cũng có những cái con mà nó cũng không cần phải tăng mana quá nhanh đâu. 5 con. Bây giờ up lên level 7 thì có 6 con là vào phọt trưởng luôn, nhưng mà thực ra là chúng ta có 2 con là không cần phải tung trưởng rồi. Úi giời. Thế này thôi nhá, bỏ God đi nhá. Có khi là chúng ta chơi 5 rồng luôn. Làm rồng luôn anh em ạ.
Ok. 5 con. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Như này 6 con đứng bên trái bắn trưởng luôn này. Cũng được, cũng được, cũng được, cũng được. Năm rồng đi cho nó có giữ chuỗi anh em ạ. Tôi định kiếm cái cuốn sách nhưng mà tôi thấy là nếu mà chúng ta bỏ CM ở ngoài thì cũng ok. Bây giờ mà cái bọn này nó lổ lên 2 sao nhỉ? Bây giờ bọn này lổ lên 2 sao thì chúng ta sẽ có khi là chơi 5 rồng luôn. Còn nếu mà bọn nó không lên được 2 sao ấy thì tôi chắc là tôi không chơi 5 rồng đâu. Tôi có cái ý tưởng khác rồi. Nhìn thế này thôi nhưng mà thực ra nó lại không phải như thế anh em ạ. Bởi vì thực ra con ác mộng ấy nếu mà nó đủ đồ nó cũng không cần 5 rồng, nó cũng tung trưởng luôn mà, đúng không? Nên là chúng ta chơi 5 rồng nó hơi phí. Phải nói thật là chơi 5 rồng nó hơi phí. Mà chơi chỉ 3 rồng thôi. Đấy. Dù sao con ác mộng ở trận này có rớt nhá là có thể là vẫn kẹp được 2 gót. Chơi 2 gót thôi, kẹp ác mộng, kẹp với cả mết thì sao? Ok không? Tôi nghĩ là ok đó. Rồi. Ui, vớ vẩn ra lại thua không? Không, 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 không. Ơ kìa. Nó có đằng sau, có đằng sau, có đằng sau. Đúng rồi, ui dồi ôi, con rồng nó cứu tôi. Được. Rồi, bỏ gót đi anh em ạ, bỏ gót đi. Chúng ta siêu tầm những cái con mết 2 sao. Trận này nhá, nếu mà có rớt nhá, là chơi, có rớt có rồng 5 tiền là chơi được cả 9 mét ấy. 9 mét thằng Ryu ấy. 9 mét thằng Ryu kẹp với cả ác mộng. Ui rồi. Anh em mà biết cái bộ 9 mét kẹp với ác mộng đúng không? Trận này 9 mét thằng Ryu kẹp với ác mộng. Lại còn có thể là kẹp được với cả rồng nữa. Lên level 11 thì nó sẽ là 9 mét kết hợp với cả 3 rồng thôi. Nhưng mà nếu mà lên được level 12 ấy, thì sẽ là 9 mét kẹp với 5 rồng kẹp với ác mộng ấy. Lên được 12 sẽ là chơi được cái bộ tối thượng như thế. Nhưng mà nếu mà giả sử như chúng ta lên được 11 chúng ta vẫn có thể chơi 9 mét kẹp ác mộng hàng Ryu. Khỏe đấy nhá. 9 mét kẹp ác mộng hàng Ryu nó khỏe hơn hàng Phách ấy. Ơ lơ chết rồi. Rồi thua rồi. Ui rồi mất cái chuỗi hơi to ấy. Thằng này nó cũng đang có chuỗi này. Clyde. Mất chuỗi sớm ấy nhỉ. Đùa như cái round vừa rồi tôi không thể ngờ tôi có thể mất chuỗi được đấy. Chỉ tại con đang mộng ấy, nó ra được một cặp sớm mà nó bây giờ ra 15 rồi vẫn chưa thấy ra một con nữa để tôi lên 2 sao. Bây giờ là còn một thằng nữa chúng ta vẫn chưa gặp. Hy vọng là chúng ta có thể gặp cái thằng có chuỗi kia trước khi nó bị mất chuỗi bởi một cái thằng có chuỗi khác. Nếu mà thằng kia mà nó gặp mất chuỗi cho thằng vừa mới cắt chuỗi tôi ấy, thì cái thằng vừa cắt chuỗi tôi nó chơi Clyde nó xanh quá. Chúng ta chơi mết rất sợ, rất ngại cái việc là bọn Clyde nó xanh anh em ạ. Streamer này, thằng này streamer. Thằng này có cái bàn cờ vô địch championship. Nên là tôi nghĩ là thằng này nó đánh kinh đấy. Không biết nó chơi gì. Mà khả năng nó sẽ là Exit. Tôi nhìn thấy giống như là chơi Exit vậy. Thôi dẹp con rồng rồi đi. Lúc đầu tôi định lui lên 3 sao ấy. Nhưng mà thôi. Xanh thì mới lui chứ còn bây giờ đâu có xanh đâu. Đấy, thậm chí là tôi cũng đã phải coi như là bỏ cái việc là lấy sách ở những cái round trước để tôi dồn cái sức mạnh như là cái đội hình cho nó thật là mạnh nhưng mà cuối cùng vẫn mất chuỗi. Đội hình này mà nếu mà nó không ra human thì chúng ta không lên khâu máu anh em ạ, đánh cứ từ tốn thôi. Từ tốn thì chúng ta chơi level 9. Chơi level 9 cũng chả cần human đâu, đủ bộ được. 5 rồng kết hợp với 6 mét ở level 9 là quá là ok rồi.
Sau lúc đấy có ra được human thêm được quyển sách nào thì thêm thôi. Lên được 11 thì lên, không lên được thì thôi. Chơi ở level 10 là đủ bộ mà. Tham làm gì, cái bộ này chơi ở level 10 là cũng ok. Nếu mà ra rớt ra dòng 5 tiền thì thoải mái slot thôi. Chơi ở level 10 là đủ. Level 10 là đủ đấy, 9 mét ấy, kết hợp với cả ác mộng ấy, level 10 là đủ. 9 con mét kẹp với ác mộng là 10 con. Đấy. Không cần phải quá tham lên 11 làm gì cả. Rồi. Rồi, chúng ta cứ lên 8 đã. Up lên 8 sớm để làm gì? Để chúng ta kiếm được con rớt, rớt sớm anh em ạ, rớt vào giống 5 tiền. Chính cái lý do đấy là tôi mới không người đấy, tôi mới không roll đấy quả vừa rồi đấy. Chứ còn nếu mà tôi xả tiền gấp để tôi chơi cái kiểu form climb ấy, đánh ở level 7 ấy. Thì như thế thì chúng ta gián đoạn cái việc là up lên cái level 8, level 9 sớm. Đấy. À thôi, chơi kiểu này thì tốt nhất là lên đẩy cấp. Trừ khi là chơi theo cái kiểu xây dựng, theo kiểu ra được mấy cái con Akali Clyde hay là Avenger Clyde đấy. Xong rồi chúng ta xây dựng mết từ cái bộ Clyde thì cái bộ đấy chúng ta phải roll sớm. Còn bây giờ chúng ta chơi bằng rồng thôi, cứ up đẩy cấp lên anh em ạ. Kiếm mấy con 5 đô. Tôi nghĩ là cái con ác mộng bây giờ chỉ cần cho tôi thêm một con nữa thôi là đủ. Đấy. Ác mộng kết hợp với 9 mét thằng Ryu. Ác mộng chỉ cần đến 2 sao thôi, không cần 3 sao đâu. Đấy, nó đủ cái sức mạnh đội hình và nó khỏe lắm. Vấn đề là nó phải lên được level 10, ít nhất là 10 để form được. Đấy, còn nếu mà hên hơn thì có thể là chúng ta lên được 11. Lúc đấy thì dư được một slot thì có thể kẹp thêm được một con rồng. Đấy, kẹp thêm được một con rồng nữa. Cái bộ 9 bet nó có mấy cái con rồng nó đều rất là khỏe. Mà nếu mà chơi 9m hàng Phách ấy thì chúng ta không kẹp được dòng. Nhưng mà 9m hàng Ryu này, từ cái con dòng 5 đô nhá, nó khạc một phát là gần như là chết hết cái những cái con mà đối tượng bị nó khạc vào ấy. Chỉ cần cái lửa và cái băng của nó ấy, khạc trúng cái một cái vị trí thôi là gần như là cái chỗ cái đám đấy là bị chết hết rồi. Đấy, chưa kể là con dòng 3 đô, con dòng Assassin cũng khạc cũng kinh khủng. Giết coi như là khạc một con là chết một con. Đó. Rồi con rồng 3 đô Sailing Assassin, à Sailing Dragon ấy thì nó lại có cái khả năng là giảm sát thương là một, là thứ hai là khi mà chơi trong bộ 9m nó dí con nào là con đấy gần như là nó cử giật liên tục. Nó như kiểu nó bị Parkinson, nó bị động kinh ấy, nó cứ đứng im một chỗ, nó giật thôi. Thì cũng rất là hay. Hai con rồng 3 đô ấy, nó kết hợp với nhau, nếu mà nó dí vào một con thì gần như con đấy nó đóng đá luôn. Đấy nên là chính vì thế nên là cái bộ này cho tôi thế thôi, nhưng mà khỏe lắm anh nhá. Nó kết hợp, nếu mà kết hợp giữa hai con rồng 3 đô ấy và kết hợp với con ác mộng ấy là gần như là đối thủ đóng băng luôn. Đóng băng đến chết mà không thể cử động được ấy. Đấy. Nên là về mặt lý thuyết thì là ghê đấy. Nhưng mà để mà chơi được như thế là phải lên được 11. Và nếu mà đánh ở level 10 thì chúng ta thiếu cái con rồng Assassin. Đánh ở level 10 thì không có rồng Assassin, chỉ có 9 con mết thôi. 9 con mết thì trong đấy là có 3 con rồng rồi. Tất nhiên là trong trận đấu là nó phải có con rồng 5 đô thì mới chơi cái trò đấy. Có vẻ như bây giờ là bắt đầu đội hình đuối rồi đấy. Không có 2 sao nên là không đánh được nữa. Tầm này bây giờ không đánh bằng xe Lazy nữa rồi, phải cần phải có 2 sao. Tao này thua thôi, không thể ăn được. Nhưng mà lọt một con là được. Đen nhỉ? Đang mộng mãi không lên được 2 sao anh em ạ. Đen thật sự luôn ấy. Chúng ta dừng lại ở 8, chúng ta roll một vài cái để kiếm cái con đang mộng 2 đã anh em ạ. Bây giờ mà tôi up sớm thì tôi không có tiền roll. Anh em nhá, chúng ta roll đã. Hy vọng là chỉ mất khoảng chục tiền để roll thôi, chứ còn roll nhiều xong nó không ra thì lại toang. Bộ này vẫn là phải đẩy cấp đến cấp 10 anh em nhá, ít nhất là cấp 10.
Bây giờ mấy cái thằng mà nó bắt đầu nó comeback là nó bắt đầu khỏe rồi. Sau round 20 là bọn nó bắt đầu xả tiền gấp rồi. Chúng ta sẽ có khi là sẽ bị thua đến cái lúc đấy đấy. Đến cái lúc ác mộng lên được 2 sao ấy. Đấy, tầm này thì thua hết rồi. Chả ăn được thằng nào luôn. Ok, round này lọt 4 máu. Vẫn giữ được máu. Đây rồi, hay. Từ đã nhá, 6 mét trước. Đang mộng tạm thời thôi cho nghỉ hưu. Nghỉ hưu về vườn thôi. Xem 6 mét nào. Muốn 6 mét thì chúng ta phải lên 9 mới đủ anh em ạ. 5 rồng 6 mét đánh ở level 9. Chơi 3 rồng thôi. 3 rồng 6 mét. 3 rồng thôi. 3 rồng 6 mét đánh ở level này được. Ok. Đừng toan quái nhá, đừng toan quái nhá. Đừng toan quái. Ok ok ok. Ok được rồi. Ok hay. Được. Rồi, chúng ta lên 9 thôi. 5 rồng kết hợp với 6 mét đánh ở level 9. Được chưa? Đủ mạnh chưa? Trông vẫn mỏng nhỉ anh em nhỉ? Trông khá là mỏng đấy. Trông khá là mỏng đấy. Ui, gặp thằng Feather có bờ linh cho con cây. Rồi nó tràn nhà luôn mất. Con già của tôi bớ vào rồi. Thôi xong rồi. Ui ôi, nhiều đấy. 17 máu ạ. Không ổn. Roll thôi. Ra con già này. Có khi là tôi roll hết tiền kiếm con già 2 anh em ạ. Nhưng mà thế này không ổn nhỉ. Thế này không lên 10. Thôi được rồi. Nhưng mà vẫn phải roll. Bây giờ nó yếu quá rồi anh em. Ra đi. Ra 2 một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Xin đấy. Ui trời ơi. Không phải. Ôi trời ơi, hết tiền không ra con nào ạ. Toàn rồi. Toàn rồi anh em ơi. Tại sao lại thế nhờ. Ui giời ơi. Tại sao lại thế. Lóc lại nhỉ. Hay bán con gì đi. Bán này nhá. Bán này đi, không cần đâu. Tí nữa kiếm thay bằng dòng 5 tiền. Tôi không muốn lóc lại ở round vừa rồi. Ui, không ăn được thằng này á. Ăn được chứ, ăn được chứ, ăn được, ăn được, ăn được. Cố lên. Ơ kìa. Đấm chết nó đi, đừng để nó lướt nữa. Ui dồi ôi. Vẫn thua. Chết tôi rồi. Già ơi, già ơi, ui đây rồi. Nhưng mà phải bán con gì đi đây. Bây giờ bán con rồng là 2 đô à, 3 đô. Ok. Trời ơi, chắp vá vai. Chắp vá quá anh em ạ. Mấy cái con nó sắp lên 2 sao được rồi mà tôi vẫn phải bán để tôi lâng con già lên. Vừa lấy thì mua con rồng. Nhưng mà phải ưu tiên cho con 4 đô là đương nhiên rồi. Nhưng mà đội hình là toàn 1 sao anh em ạ. Siêu mỏng cánh luôn, sắp đi rồi. Trận này có nhiều thằng nó chơi cùng bộ chứ. Ok, già lên được 2 bắt đầu ok ở đây anh em ạ. Cuối cùng thì cũng chỉ cần là con già lên được 2 để giữ máu thôi. Ok, ui rồi hết hồn anh em ơi. Tôi cứ tưởng tôi sắp đi rồi đấy. Nhìn nhìn 70 máu, sau 9 máu là gần 70 máu đúng không anh em. Nhưng mà không anh em ơi. Nhìn cái quả mà nó đẩy tôi 17 máu một round ấy. Anh em cứ tính mà xem, nếu mà tôi cứ để như thế mà tôi không roll thì mấy round nữa tôi bay máu. Nhanh lắm anh em. Phải roll luôn. Nhưng mà roll luôn ý, thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta bây giờ chúng ta không lên được 10. Đấy là cái dự định của tôi ý, chưa chắc nó đã thành công rồi nhá. Cái việc mà ra con ác mộng bây giờ mà lên 2 sao thì cũng không thể kẹp được vào luôn. Lấy đâu ra slot mà kẹp nữa đâu. Khó nhỉ. Khó thật sự.
Khó nha. Ui thằng này gì đây? Hunter ăn được. Tôi nghĩ là ăn được. Rồi, ok không sao. À thằng này nó chơi 9 hăn anh em ạ. Ok. Rồi, cảm ơn nha. Thế là tôi có thêm một cuốn sách. Có sách thì có thể cắn được 11. Giữ chỉ cần 11 cuốn sách thôi, còn 4 cuốn nữa thôi anh em ạ. 4 round nữa chúng ta chiến thắng. Cố lên nào. Chỉ cần 4 round nữa chiến thắng thôi. Tính cả những cái round quái thì tôi nghĩ là round 25 và round 30 là 2 round quái. Vậy là gì? Là chúng ta chỉ cần thắng 2 round thôi. Cố lên. Đằng nào thì round phải đến round 31, 32 thì chúng ta mới có thể đủ tiền lên 10 được cơ. Thậm chí là còn round 35. Đấy, bởi vì anh em nhìn cái tình hình là như này. Đang không hề có chuối, tiền thì cũng phải xả hết tiền rồi. Đấy, đang coi như là cạn tiền rồi. Rất khó để có thể lên 10, sau đó thì cắn sách lên 11. Muốn lên được thì trước tiên nó cứ phải giữ máu đã anh em ạ. Rồi, có cuốn sách ở đâu này này. Ơ kìa, con già, sao thả trưởng kiểu đấy nhở. May nhá, may ăn được đấy. Rồi, huyết chưa. Ok. Tiền mãi chưa lên được 10 đồng thì có cái lợi tức này. Búa xét này. Đồ chắc rồi nó rồng ngon hơn anh em ạ. Flame tôi nghĩ là đam bé hơn. Con này sau khi hóa rồng nó cộng 120 đam cơ mà. Mặc dù là mới có 1 sao nhưng mà nó cộng 120 đam ấy. May quá cái quả tôi xả tiền ấy. Tôi xả hết tiền là chúng ta ra được con già 2 sao là chúng ta lại giữ được máu anh em ạ. Tôi nghĩ là 69 máu này chúng ta giữ được đấy. Không phải lỗi mà nếu mà bị lọt thì mất nhiều máu đâu. Tôi nghĩ là nếu mà bị lọt thì mất một chút xíu thôi. Chúng ta đủ thời gian này chúng ta tích tiền lên 10. Chưa này lắm mết rồi đấy. Gặp thằng Clyde này. Ăn được không? Ra tôi có đồ nha. Ui ôi, con rồng của nó, con rồng 5 đô ạ. Con rồng 5 đô khạc mạnh thật đấy. Anh em nhìn kìa. Con rồng 5 đô của nó ở trong bộ Clyde mà nó khạc một phát chết hết luôn. Ảo thật. Thế là vẫn thua này. Mà thua mất 9 máu đấy, không ít đâu. Ui đây rồi, cuối cùng thì mạnh ra. Con ác mộng round 6 nó ra cho tôi 2 con. Xong rồi đến bây giờ là round 27 nó mới ra thêm một con anh em ạ. Dã man. May ở trận này không chơi God Warlock ấy. Trận này mà chơi God Warlock thì có khi xuống hố rồi anh em ạ. May thật. May thật sự vẫn ở level 9 đấy này. Cùng là một cái level đấy anh em. God Warlock cũng chơi ở cái level 9 này. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta chơi God Warlock là có khi chúng ta bay màu từ lâu rồi. May là bây giờ là chơi cái bộ này chúng ta có thể trụ được đấy. Thôi cố gắng lên được 10. Cố gắng lên được 10 đó. Tầm này thôi có thể là yên tâm rồi. Yên tích tiền rồi anh em ạ. Mà dù thế nhưng mà anh em thấy là tôi cũng đã tích được cái đồng nào đâu. Cũng chưa tích được cái đồng nào hết từ lấy đến giờ. Bây giờ mới tích được 10 tiền này anh em này. Rồi. Tích tiền à. Khả năng là sẽ phải đến round 30 mấy ấy anh em ạ. 35, 36 mới lên được 10. Lâu đấy. Lâu ạ, tôi nghĩ là lâu. Còn cái sách ấy thì hiện tại là tôi còn một trận thắng nữa với rau người. Và rau quái thì ăn một lần rau quái là chúng ta sẽ lên được. Chỉ cần 11 quyển thôi. 9 quyển. Nếu mà 12 quyển thì chắc chắn là lên được. Mà không cần biết là chúng ta up cái level 10 ở cái rau nào. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 11 quyển thì chúng ta sẽ phải up khi mà chúng ta tận dụng được hai cái điểm kinh nghiệm mà nó thừa ra. Thường là nó sẽ là round 31, round 36. Ui thằng này nó ăn tôi này. Chết rồi. Ui dạo này có vẻ đẩy hơi nhiều ấy nhở. Mỗi round vẫn hơn chục máu đó.
Vẫn thua chứ, anh em thấy điều không? Già đồ thế giới như nay đánh với nó vẫn thua. Thiếu chắc thiếu mỗi cái gậy bão rồi anh em ạ. À, không có gậy bão. Căng thẳng phết nhỉ. Máu vừa đây 69 máu, bây giờ tụt xuống nhanh thế kia, nhanh quá anh em ạ. Thật sự. Rao này mà ăn được này là 10 quyển, rao quái 11 quyển. Hy vọng là rao này ăn được, gặp đối thủ nhẹ ký một chút. Gặp cái thằng Fiazer không nào? Cho tôi gặp cái thằng Fiazer đi. Không, không gặp thằng Hunter cũng được, thằng Hunter cũng có thể ăn được. Thằng Hunter thế thôi nhưng mà nó chưa có cá anh em ạ. Vẫn có thể đấm được. Ok, gặp Fiazer được rồi. Ơ kìa, con già chưa kịp phọt trưởng nó chết rồi. Ôi giời ơi, thằng Fiazer nó bờ linh, nó ra được phong vũ ba, nó đấm tôi sấp mặt luôn kìa. Ôi tôi chết rồi, cứ tưởng ăn được nó lại đấm cho sấp mặt. Hỏng rồi anh em ơi, thua hết à. Ui dồi ôi, chết tôi. Thằng phong vũ ba nó nhảy xuống mà nó đấm chết được luôn con già luôn chứ. Có phải bộ chín xin đâu, bộ phe giờ mà sao mạnh thế nhở. Điều thật. Anh em thấy ảo không? Con già tôi là con không kịp phọt trưởng luôn, nó đã bay màu rồi. Trời ơi, cái đao vừa rồi điêu thế nhở. Đao này mới có 10 cuốn sách. Trời ơi, thế có làm sao mà lên được đây? Lên 10 chắc là vẫn là ra 35 thôi anh em ạ. Nhưng mà cái tầm này tôi không biết là tôi có sống nổi đến ra 35 không đây. Bây giờ tôi còn có 32 máu. À, đấy, cái chơi cái bộ này nó cũng khó đấy chứ, nó đâu có dễ đâu đúng không anh em? Nó đâu có dễ đâu. Máu tụt nhanh vãi đái luôn. Máu tụt như là Fonstar, tụt quần như này thì làm sao mà đỡ được. Gậy hack nhỉ? Rồi cả. Tôi nghĩ là gậy hack. Thôi, gậy hack thôi. Ừ. Tí nữa dồn đồ cho ác mộng mà, cần gì rồi. Con ác mộng này nó có gót thì nó tung trưởng liên tục mà. Rồi, làm thế nào để có thể lên được 10 đây? Không, cái câu đấy nó không phải là cái câu mà chúng ta cần trả lời bây giờ. Mà cái câu cần trả lời bây giờ là làm thế nào để sống sót đến khi lên được 10. Đó mới là cái câu hỏi mà chúng ta cần trả lời anh em ạ. Bây giờ chỉ hy vọng là không gặp thằng Clyde thôi, không gặp thằng Clyde mứa máu luôn. Sợ rồi đấy. Thằng Clyde sợ thật. Đừng gặp Clyde nhá. Ui gặp luôn ạ. À, vai đài gặp thằng Clyde luôn mới đau chứ. Hỏng rồi. Được không? Ơ kìa, nhưng mà trông có vẻ được anh em ạ. Trông có vẻ được ấy. Trông có vẻ được ấy. Trông có vẻ được. Trông có vẻ được. Ui rồi ôi giời ơi, may quá anh em ơi. Ăn được chứ. Ăn được mới sợ. Ui rồi ôi, đây rồi. Rồng 5 đô đây rồi anh em ơi. Ok. Thôi, bỏ rồng 5 đô vào. Như này chứ. Đúng không? Tại sao lại bỏ con rồng Dragon Clay ra được? Dragon Clay khỏe mà. Ok, dồn đồ cho Dragon Clay đi. Con này một sao nhưng mà nó hóa rồng thì nó cộng 120 đam đấy anh em. Bỏ rồng Exit là hợp lý rồi. Đấy rồi, gặp thằng này ăn được, thằng này ăn được. Thằng này ăn được. Ok không? Ok không? Ok không? Úi dồi ôi, chết rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi ơi, hay quá. May quá anh em ơi. Ơ đủ tiền lên rồi anh em ạ. Đủ rồi mà. Đủ rồi. Ui giời ơi, lên được 11 rồi anh em ơi. Thế thì bạn ơi, các bạn ơi, các bạn lại làm hết.
12 cuốn sách chắc chắn lên được 11. Ok. Rồi, dồn đồ cho ác mộng này. Như này nó sẽ là 3 exit anh em nhá. Rồi. Thiếu mết, thiếu một con mết. Ở đây là chúng ta chưa đủ, chúng ta thiếu một con. Rồi, 6 con tung trưởng thôi. 6 con bên phải tung trưởng. Ok chưa? Theo anh em mình như thế này đã ok chưa? 6 con bên phải tung trưởng trước là được. Đấy, bây giờ cái ác mộng gánh. Nhưng mà thiếu một con anh em ạ, thiếu một con mết. Cánh được không? Ua, có vẻ không ổn anh em ơi. Phải 9m cơ. Kiếm ngay con mết cho tôi. Thiếu một con. Chúng ta thiếu con gì nhỉ? À, thiếu con rớt. Chưa có con rớt. Chưa có con rớt anh em ạ. Hoặc là chúng ta có thể pick thêm con orc này. Con orc mưa dai này này. Không có rớt thì thay một con ọc cũng được. 9 tiền là Zoron ra không? Chắc là tôi nghĩ là không. Ơ, không không, có Grim này. Ui, được. Thế không chơi 5 rồng. Chơi 3 rồng thôi. Tạm thời chơi 3 rồng thôi anh em nhé. 3 rồng thôi. Chơi bằng Wizard. Ok. Rồi, ui giời ơi. Bây giờ thì vô tư này bạn ơi. Ác mộng đây rồi. Trời, khác hẳn luôn anh em thấy không? Khác hẳn luôn. Ui, nó khỏe đấy nhở? Khỏe thế bạn ơi. Cắt chuỗi luôn, có tiền là roll ra nó rớt. Hay lắm. À, ui đây rồi. Rồi. Chơi hàng riêu anh em ạ, không chơi fake đâu. Đấy, chúng ta có thêm cái slot cho con rồng 3 đô nó vào. Con này nó mới là cái con mà nó cần phải có trong đội hình này. Nó counter vào mấy con co anh em ạ. Làm cho con co ở đối thủ không đấm được. Phải có con rồng này. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Nhưng mà như này lại không có Aegis Seed nhỉ. Con rồng Aegis Seed bỏ vào thì cũng ngon nhá. Phải lên được 11. À, lên được 12 thì tức là chúng ta chơi 5 rồng kẹp với cả con rồng Exit nữa thì mới ngon. Nhưng mà không lên được 12, trận này không lên được. Thôi, đánh cái này được. Nhẫn sinh lực à? À. Lấy được một cái giáp xoay. Nhưng mà cũng ngon đấy. Cái giáp xoay này là nó tuyệt vời rồi. Ok, đây. Tôi nghĩ là để 3 Exit này giảm 25% cái lượng máu của đối thủ ấy. Nó ngon hơn đấy anh em ạ. Ngon hơn đấy. Con ăn bộng này nó sẽ có cái lượng đam nó kết liễu nó khỏe hơn. Dồn đam nó cực mạnh. Bây giờ kiếm con rớt thôi. Ra xin con rớt đi nào. Ừ, con này được. Lên được 2 sao được rồi. Con ăn mộng của tôi đang đứng ở một cái vị trí rất an toàn. Đứng cạnh hai con bảo kê cực kỳ khỏe. Đấy chính là cái con Phượng Hoàng và con Thunder. Hai con này nó có cái đống đá. Đứng ở đây với vị trí này cực kỳ an toàn luôn. Đối thủ không bao giờ chạm vào người ăn mộng luôn. Ui anh em nhìn này, đống đá đến chết. Được chưa bạn ơi? Một lần tung trưởng nữa thì chỉ có đứng im thôi. Ui dồi, khỏe lắm anh em ạ. Chơi hàng riu cũng rất là khỏe luôn. Giá như là chúng ta lên được 10. À 12. Chúng ta lên được 12 là chúng ta có 5 rồng. Kết hợp với cả 9 mét và ác mộng. Lúc đấy thì mới thực sự là mạnh luôn. Vào phát tung trưởng. Ùm một cái là chết hết. Sau đó con ác mộng ở gì chết cái con co.
Chưa tính đến hai con rồng nữa anh em ạ, bộ này bá đạo thật sự luôn. Chờ xin con rớt à. Không lấy rớt đâu, cay à. Có rớt là nó còn kết hợp với cả gót nữa ấy, anh em. Đấy mà thôi, tôi nghĩ là có thể là chúng ta không có cái slot để nhét gót vào đâu. Lên 12 thì may ra. Thôi nhưng mà bây giờ vô địch lắm rồi anh em ạ. Trông ác mộng nó gần như bất tử luôn ấy. Nó đứng ở cái vị trí mà nó cũng ác cơ. Nó đứng ở cái vị trí đấy không thằng nào nó bắt được luôn. Đúng là cái vị trí mà phải nói là cực kỳ là chí mạng. Đối thủ đứng trước mặt thì là bị đóng đá, mà nếu mà Blink xuống thì chỉ có nhảy sang hai bên thôi, còn đâu là mới chạm được vào người năng mộng. Rất khó. Ok, đối thủ đang định là chuyển sang cái gì? Chơi Phaser chắc chắn là tôi ăn. Bây giờ kẹp vào là 6 cá không? Chuyển sang 6 cá từ cái bộ đấy không? Hy vọng là kết liễu đối thủ sớm trước khi đối thủ chuyển sang 6 cá. Ok, nhưng mà nó cũng có Doom ấy. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không Doom được vào con ác mộng rồi. Bởi vì con ác mộng của tôi nó mới có 2 sao. Ui rồi anh em nhìn này, kinh không? Dồn đam cực nhanh luôn. Lao tiếp theo mà đối thủ không chuyển sang 6 cá, đối thủ chắc chắn đi. Ok, vậy là chúng ta đã lên được cái con rồng 3 đô lên 2 sao. Lùn không ra rớt anh em ạ. Đen nhỉ, không ra lùi một con rớt luôn. Và đối thủ kẹp cá kia kìa, đối thủ kẹp cá rồi. Chuyển sang 6 cá anh em ạ. Ok bạn ơi. Rồi 6 cá thì 6 cá thôi. Ui rồi ôi, cái bộ này nó không sợ 6 cá đâu anh em. Tôi chơi nhiều tôi biết, kinh nghiệm bao nhiêu lâu rồi. Bộ này nó có sợ bộ 6 cá đâu anh em. Đối thủ vẫn cứ đứng im mình chết thôi anh em ạ. À. Thấy chưa? Ôi trời ơi, còn chết nhiều hơn. Đẩy còn phun vàn luôn anh em ạ. À. 6 cá đẩy phun vàn luôn mà. Đó, bộ này nó không sợ 6 cá. Tôi phải nói là kinh nghiệm sưng máu, bởi vì tôi đã từng gặp cái bộ ác mộng kẹp 9m sau đó tôi chuyển sang 6 cá rồi. Không ăn được, không ăn được đâu. Quá mạnh. Thậm chí là con ác mộng là mới có 2 sao anh em thấy không? Chứ còn cái bộ 9m fake kẹp với cả ác mộng ấy, nó phải lên 3 sao cơ. Chứ còn bộ này nó chỉ cần 2 sao, nó đã quá mạnh rồi. Anh em thấy thế nào? Anh em hãy để lại dưới phần comment nhá anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con ác mộng là bất tử, nó cực kỳ khó chịu đến như nào ở trong cái bộ 6 Warlock anh em nhá. Kẹp 3 Doom vào cũng không có cái khả năng để counter. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem kết hợp với 6 đỏ ác mộng nó khỏe đến cỡ như nào. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.